là hồi trước thì các ông bà phải lấy tem phiếu để mua đồ ạ. Tức bao cấp là ngày xưa là rất là thiếu thốn và không có được nhiều đồ ăn như bây giờ ạ. Tết ngày nay được trọn vẹn hơn Tết ngày xưa. Ngày xưa là những cái bánh kẹo thì đều là những cái bánh kẹo Trung Quốc ạ. Còn bây giờ thì nó là những cái bánh kẹo xịn hơn và bây giờ là cái đồ ăn là nó cũng được sản xuất nhiều hơn và mình có thể mua nó dễ hơn ạ. Tết ngày xưa thì người ta phải tự làm nấu ăn nhưng mà bây giờ thì rất là có nhiều hàng bán đồ ăn nên người ta mua đồ ăn để ăn. Tết xưa thì các nhà được đoàn tụ với nhau, nhưng Tết năm nay thì mọi người lại bận rộn nên là không được đoàn tụ với nhau nhiều ạ. Con mong là có được nhiều món ăn truyền thống ạ. Con mong là nó sẽ có nhiều hoạt động để con được trải nghiệm cái không khí Tết ngày xưa. Nơi mà ta có thể giữ được sự đồng ấm của học sinh, phụ huynh và thầy cô nhưng vẫn tăng được khả năng kinh doanh của học sinh và học vấn đó đấy đem về doanh thu để có thể đến đi từ thiện hoặc đóng góp vào quỹ lớp của các lớp và các khối. Vâng, con mong là mình ngoài việc tổ chức ở trường Trung Uy thì mình có thể tổ chức chợ Tết ở những trường khác nữa. Con mong đợi rằng là con có thể nhìn được cái Tết của nhiều các nền văn hóa trên thế giới hơn tại chợ Tết Trung Uy. Con mong là gian hàng của con sẽ bán được rất là nhiều ạ, để được nhiều tiền ạ. Đang có Tết hàng, chạm ngàn Tết Việt.